Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, gắn với hình thức trực tuyến được ứng dụng tối đa, nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Chú trọng triển khai tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, không gian mạng, việc quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 13 được thực hiện kịp thời, bài bản, sâu rộng đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thành phố. Các kế hoạch thực hiện được xây dựng kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại thành phố Đà Nẵng được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và có một số cơ chế chính sách sáng tạo nhằm thu hút và đào tạo cán bộ có chất lượng cho thành phố. Công tác xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư đạt được một số kết quả bước đầu. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo trường chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, đối chiếu các tiêu chí còn chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của trường, xác định lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo từng năm và các tiêu chí cần phải tích lũy theo nhiều năm.